chào các anh chị và các bạn. Mời các anh chị và các bạn lắng nghe chương trình Radio Sáng Thứ Bảy, Sống Theo Đúng Mục Đích, được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng hôm nay, mời các anh chị và các bạn tiếp tục lắng nghe phần thứ hai của số 34 với chủ đề Sử dụng những gì Chúa ban cho bạn qua giọng đọc của Katarina Nhi Hà. Chấp nhận và vui hưởng các yếu tố của bạn. Vì Chúa biết điều gì tốt nhất cho bạn, nên bạn hãy đón nhận đường lối Ngài vạch vẽ trong niềm tri ân. Kinh Thánh nói, hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm mà lại nói với người sản xuất, sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình? Trích thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 20 đến câu 21. Các yếu tố của bạn được Thiên Chúa toàn quyền định đoạt cho mục đích của Ngài. Vì thế, bạn không nên vùng vằng hay khước từ nó. Thay vì tìm cách xây dựng lại các yếu tố của chính mình để nên giống một người nào đó, bạn hãy vui mừng với những yếu tố mà Chúa chỉ ban cho một mình bạn. Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 7. Chấp nhận các yếu tố của mình cũng chính là nhìn nhận các giới hạn của bạn. Không ai tài giỏi mọi chuyện và cũng không ai được kêu gọi để làm hết mọi chuyện. Mỗi người chúng ta đều có một vai trò nhất định. Thánh Phaolô biết rằng ơn kêu gọi của Ngài không phải để chu tất mọi việc hay làm vui lòng mọi người, nhưng chỉ để tập trung vào sứ vụ đặc biệt mà Chúa đã định hình cho Ngài. Trích thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 7 đến câu 8. Ngài nói, về phần chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn. Trái lại, niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi khi đưa chúng tôi đến với anh em. Trích thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 10 câu 13. Từ ngữ phạm vi nói lên sự kiện là Thiên Chúa đã định cho mỗi người chúng ta một lãnh vực hay một môi trường phục vụ khác nhau. Những yếu tố của bạn xác định chuyên môn của bạn. Khi chúng ta tìm cách nới rộng sứ vụ của mình vượt quá những gì Chúa định, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng. Như trong một cuộc đua, mỗi tay đua được dành cho mỗi lằn ranh khác nhau. Mỗi người chúng ta cũng hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. Trích thư gửi tín hữu Do Thái chương 12 câu 1. Đừng ghen tị với người chạy trong lằn ranh bên cạnh. Hãy chỉ tập trung để hoàn thành cuộc đua của bạn. Chúa muốn bạn vui thích sử dụng các yếu tố Ngài ban. Kinh Thánh nói, mỗi người phải xem xét việc làm của chính mình, và bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác. Trích thư gửi tín hữu Galat chương 6 câu 4. Satan sẽ tìm cách cướp đi niềm vui phục vụ của bạn bằng một vài cách thức: cám dỗ bạn so sánh công việc của mình với những người khác, cám dỗ bạn uốn nắn sứ vụ mình cho phù hợp với những mong đợi của những người khác. Cả hai đều là những chiếc bẫy chết người, vốn sẽ làm bạn sao lãng việc phục vụ theo cách Chúa muốn. Bất cứ khi nào bạn mất niềm vui trong khi thi hành sứ vụ, hãy xem một trong những cám dỗ này có phải là nguyên nhân không. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta, đừng bao giờ so sánh mình với những người khác. Mỗi người phải xem xét việc làm của chính mình, và bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác. Trích thư gửi tín hữu Galat chương 6 câu 4. Có hai lý do để bạn không bao giờ so sánh các yếu tố của mình, sứ vụ hoặc thành quả công việc phục vụ với bất kỳ một người nào khác.
Trước hết, bạn sẽ luôn tìm thấy một ai đó đang làm một công việc nào đó xem ra tốt hơn bạn và bạn sẽ cảm thấy nản lòng. Hoặc bạn sẽ luôn tìm thấy một ai đó xem ra không được hiệu quả như bạn và bạn sẽ kiêu căng. Cả hai thái độ đó sẽ đẩy bạn rời xa công việc phục vụ và mất niềm vui. Thánh Phaolô nói, so sánh chính mình với người khác thì thật điên rồ. Thật ra, chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại kia. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá và so sánh, thì họ không được khôn. Trích thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 10, câu 12. Bạn sẽ thấy, những người không biết các yếu tố phục vụ của bạn sẽ phê phán và tìm cách uốn nắn bạn sao cho phù hợp với những gì họ nghĩ bạn nên làm. Đừng để ý đến họ. Thánh Phaolô thường phải đương đầu với những người phê phán Ngài, vốn là những kẻ hiểu sai và mạ lị công việc phục vụ của Ngài. Câu trả lời của Ngài luôn luôn giống nhau. Đừng so sánh, chớ phóng đại và chỉ tìm kiếm khen ngợi của Thiên Chúa mà thôi. Một trong những lý do khiến Thánh Phaolô được Thiên Chúa dùng là vì Ngài không để mình bị chi phối bởi sự phê bình hoặc bởi sự so sánh sứ vụ của mình với những người khác hoặc bị cuốn hút vào những cuộc tranh luận vô bổ về sứ vụ. Tiếp tục phát triển các yếu tố của bạn. Dụ ngôn những nén bạc của Đức Giê-xu cho thấy Thiên Chúa trông mong chúng ta làm tốt nhất những gì Ngài ban. Chúng ta phải vun đắp những ân huệ và khả năng Chúa ban, giữ lòng mình nồng cháy, làm cho nhân cách, tâm tính lớn lên và mở rộng kinh nghiệm để ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc phục vụ. Thánh Phaolô nói với các tín hữu Philippe, điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em này thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên. Và với ông Timôthê, Ngài nhắc, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Nếu các cơ bắp không vận động, chúng sẽ yếu đi và teo lại. Cũng vậy, nếu không sử dụng các khả năng và kỹ năng Chúa ban, bạn sẽ mất chúng. Đức Giê-xu dùng dụ ngôn các nén bạc để nhấn mạnh sự thật này. Nói đến đầy tớ không sử dụng đồng bạc đã nhận, ông chủ bảo, vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Không dùng đến những gì được tặng ban, bạn sẽ mất nó. Vậy hãy sử dụng khả năng Chúa ban và Ngài sẽ thêm cho. Thánh Phaolô nói với ông Timôthê, đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh. Đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh. Anh hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. Trích thư thứ nhất gửi ông Timôthê, chương 4, câu 14, câu 15. Bất cứ ân huệ nào bạn đã lãnh nhận cũng đều có thể được mở rộng và phát triển qua thực hành. Chẳng hạn, không ai lãnh nhận ơn giảng dạy vốn đã được phát triển cách đầy đủ. Nhưng với việc nghiên cứu, lắng nghe, góp ý phản hồi và thực hành, một thầy giáo tốt có thể trở nên một thầy giáo tốt hơn và với thời gian trở thành thầy giáo bậc thầy. Đừng phát triển nửa vời các ân huệ Chúa ban, hãy cố vươn lên và học hỏi tất cả những gì bạn có thể. Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý. Trích thư thứ hai gửi ông Timôthê, chương 2, câu 15. Hãy tận dụng mọi cơ hội tập luyện để phát triển các yếu tố của bạn và làm cho các kỹ năng phục vụ của bạn nên sắc bén. Ở trên trời, chúng ta sẽ phục vụ Thiên Chúa mãi mãi. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta có thể chuẩn bị cho việc phục vụ muôn đời đó bằng cách luyện tập trên trần gian. Như những vận động viên chuẩn bị cho Thế vận hội, chúng ta hãy miệt mài luyện tập chuẩn bị cho ngày hội lớn đó.
phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư, trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Chúc thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 25. Chúng ta đang chuẩn bị sẵn sàng cho những trách nhiệm và phần thưởng đời đời. Xin gợi ý một vài điểm để các anh chị và các bạn suy niệm. Thứ nhất, một điểm để suy tư. Thiên Chúa xứng với những gì tốt đẹp nhất nơi tôi. Thứ hai, một câu kinh thánh để nhớ. Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý. Trích thư thứ hai gửi ông Timôthê chương 2 câu 15. Thứ ba, một câu hỏi để nghiền ngẫm. Bằng cách nào tôi có thể tận dụng tối đa những gì Chúa ban? Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Số tiếp theo của chương trình sẽ được phát sóng vào sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề Những tôi tớ đích thực phục vụ thế nào. Mời các anh chị và các bạn tiếp tục đón nghe. Chúa ơi,
Thánh Cha này, Chúa luôn chào con. Này đời con côi cút bơ vơ, thương nhớ xa tình, xin thánh ân của Chúa. Cây tím